đi để rồi có cô muốn cho quay video cô. Xin chào cả nhà. Nhi xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay Nhi anh Thép chở Nhi đi tái khám lần thứ hai cả nhà. Lần bầu đầu tiên là 4 tháng mình mới khám, đi lần thứ hai thì được 21 tuần rồi. Thai đã được 21 tuần thì mấy cái kết quả xét nghiệm máu hay là xét nghiệm nước tiểu thì đang ở mức độ bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường. Nên là cũng rất là mừng luôn. Sáng đi thì Nhi rất là lo, mỗi lần mình đi khám cái gì mình cũng rất là lo luôn. Hồi nãy anh nói bác sĩ quay rội xuống cái hàng cho con xem thử. Bác sĩ nói không được con ơi. Sao vậy? Không có rội cái hàng được. Đó là nội quy, trong nội quy là chỉ bác sĩ mới coi được thôi hả? Không có ấy, không phải cho coi hàng. Có nghĩa là bác sĩ coi nhưng mà bác sĩ không có chụp hình được. Không có chụp hình cho ra phim cho mình coi được không? Nhìn mặt em bé nhăn quá cả nhà. Có đâu, để nhỏ nó vậy á. Mặt nó nhăn. Nhỏ nó phải nhăn vậy ra nó mới chứ. Sáng nay tranh thủ đi tái khám, hẹn tiếp tục bên bệnh viện, hẹn mình một tháng nữa khám một lại lần nữa. Tháng nào cũng khám. Hình như là mỗi tháng mình khám một lần để mình xem nó có dấu hiệu gì bất thường hay không. Hiện tại là xét nghiệm nước tiểu là ok, bình thường. Bữa sau xét nghiệm tiểu đường, tháng sau xét nghiệm tiểu đường nữa. Giờ đi ăn sáng anh. Nhi với anh Thép mới đi về tới nhà cả nhà. Nhi có mua thêm đồ ăn sáng nữa. Anh Mến hôm qua anh Mến chạy từ trên rẫy về. Đang live stream trên đó. Nhi có mua thêm bánh canh nữa. Thêm đồ ăn cô Năm. Cô Năm đang nấu thêm mực nữa anh. Có 4 khách nữa. Trưa nay hai vợ chồng Nhi rủ mời hai vợ chồng em Linh ra ăn bữa cơm nhà cây là nhà lá vườn cả nhà. Hôm bữa giờ toàn ăn tiệm không à. Cái đây là một nồi canh rau cải này ăn đúng ngon luôn cả nhà. Cô Năm nấu quá trời luôn. Còn cái này là măng hôm qua là tụi mình đi lên trên núi á. Măng này là măng trên núi nha. Kho với cá ngừ với lại thịt heo, kho rụt ăn rất là ngon luôn. Cô Năm đang làm thêm mực nữa. Đây bánh canh gì mới mua. Bánh canh cây hả? Dạ. Con sợ không có đồ ăn sáng, đói bụng á. Con Năm sao hả? Rau bỏ rau vô thêm ăn. Bỏ luôn. Ướp rau mà sao sồn mà chưa chín không mày như thích ăn sớm. Dạ. Mình sẽ bỏ thêm ít rau nữa vô ăn. Ở khách sạn Xóm Phú Quý lát nữa ra con nè. 4 người. Mà cả nhà ăn sáng nha. Ủa nhà cô đó làm hay là cô đó lãnh lại của người ta? Lãnh lại hả? Nhà hàng xóm sát bên làm đám cưới cả nhà mới có 6 giờ sáng là nghe đùng 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 đùng. Hôm qua cô Nằm ở nhà nói là có cái gì nào ở ngoài Phan Rí hả? Bình Thuận ra đưa máy sắp bánh tráng ăn để test sản phẩm rồi ăn được thì giới thiệu dùng. Hôm qua mấy anh em đóng phim tới 3 giờ mấy mới về tới nhà luôn cả nhà. Định là sáng nay đóng tiếp nhưng mà ngủ dậy cũng kiểu mệt đó nên là để chiều đóng. Với lại xong rồi hai vợ chồng tranh thủ buổi sáng đi siêu âm luôn chứ hẹn dời lịch mấy ngày rồi. Giờ mời cả nhà ăn sáng nha. Con ăn tô bánh canh này xong lát chừng nửa tiếng là con ăn tiếp à. Bữa nay con nhanh đói á. Dạ. Tại vì mình nhớ cái miệng thơm ghê lắm. Mời cả nhà nha, ăn bánh canh. Bánh canh chay. Dạ. Hai hộp là 360 đây. Ừ. Cái bà nó bị nguội rồi. Bu à, đi đâu cũng mò tới vậy bu. Nửa hồi tối về bà chạy ra ngoài đường mà đứng mà chờ cô Năm. Đứng chờ xong một cái thấy tàu quá kêu bu lên xe chạy lên, mừng quá chừng luôn, nhảy la. Dạ.
Ai nó cũng theo. Con theo ai cũng theo. Mày chung đúng giờ lên giống như lên lên hết rồi, bà nằm nó chạy. Làm cái gì? Chạy gì con Năm? Thế là đúng giờ lên gặp đèn anh đã hút cái đầu xả hết rồi. Ờ đúng rồi. Còn lòn ho ba của con luôn chứ lo nhiều bây giờ nó không bắt chó chứ nó bắt chó nó bắt chó. Ừ. Chạy là có chồng cái trái. Cái bữa con về Bình Định á, nó nằm ở trên cái cầu á. Nó nằm cái cầu nó chờ anh Thiếp. Anh Thiếp chở con về lúc mà chạy chạy ra không cho nó theo á, nó chạy theo ra đó xong nó nằm lên thành cầu nó chờ. Hôm ra mà lượm nó xin nó phải cái tấm màn hả? Được. Trời ơi, bả với bà cột đồ ở trong nhà nó trời không có chó mà đi cho ở trong nhà nó bả nghĩ là nó ra phủ thôi. Mấy thì con thấy hai cho hai con ở ngoài cho hai con ở trong lại chắc. Lỡ trộm vô thì ở trong không. Bà biết trúng hùng cung mấy bà không có người lên chạy lên này. Người thấy người ra vô. Chứ là vô vào cũ. Giờ là 2:30 chiều rồi mấy anh shipper đang ra lấy hàng để đi giao. Đám cưới từ sáng giờ vẫn chưa xong luôn cả nhà. Từ đây đến chiều luôn. Đám cưới người chăm người ta đẩy cả ngày luôn quá. Ở nhà riết rồi con dễ bị stress lắm á con Năm. Kiểu cả ngày ở nhà không ra đường á. Ra đường cái rồi nó phải công thường à, anh Thép thì 8 giờ sáng mới ngủ dậy. Cả nhà anh Thép ngủ dậy trễ lắm mà thức khuya cho nên ngủ dậy trễ. 8 giờ dậy, dậy sàng sàng xong rồi đi làm 8:30-9 giờ đi làm. Đi làm đến trưa chiều về thì mệt lăn ra ngủ. Nhiều khi mà hai vợ chồng ở chung nhà mà cô không nói chuyện được với nhau nữa mà. Do cái giờ giấc sinh hoạt khác nhau á. Chắc bữa nay phải tìm cái chỗ nào, địa điểm nào dừng chân. Sáng nay Nhi theo anh Thép phát quà cả nhà. Xong chiều nay vô ghé cho mẹ chơi. À, mẹ mới vô hả? Dạ, mẹ về lâu chưa? Mẹ mới về tắt thì trồng mưa á. Trồng mưa mà mẹ nói liệu luôn, mẹ bác mấy tệ số mà mẹ nói liệu vui ra. Con đi về hồi lúc 4 giờ xong cái con ngủ tới bây giờ con mới dậy luôn. Hả? À, ngủ rồi con. Ngủ rồi cho nó khỏe. Bữa giờ mẹ bán sao rồi mẹ? Bữa giờ mẹ bán được không mẹ? Thì được mà. Mẹ đi xa là xong rồi trời mưa còn mấy tờ mẹ nha. Tắc cừ quá. Hồi bữa phải cái chú kia mua mẹ 38 là trúng giải 8 rồi. Là xong bữa nay mẹ ra mẹ liệu mẹ nói hồi bữa. Phải hồi bữa anh lấy cái kia. Anh trúng mẹ nói liệu mấy ông cừ. Rồi mấy ông mua giùm hết mớ nữa rồi mẹ mới về. Dạ. Yeah. Mới về chứ mấy đâu con. Ủa bữa nay thứ năm mà, mai thứ sáu mai mấy mẹ vô Cà Ná không? Không, mà mấy bữa giờ hè này người ta đi chơi, chở con ta đồ đi chơi đông á. Nên ngày nào mà cũng đi hả? Ngày nào mẹ cũng đi. Rồi hết hè xong rồi á là mẹ đi từng 3-4 ngày. Dạ. Yeah. Còn bây giờ hè mấy cô đi chở con đồ đi du lịch chơi, cho cháu đồ nó thoải mái á. Đi du lịch đồ hè này cho vui. Cũng phải có mùa, cái gì cũng có mùa chứ con ha. Dạ. Ừ, mùa hè. Tối nay mẹ nấu món gì vậy mẹ? Mẹ bây giờ định nấu cơm mà điều cắn cái là mẹ mới về thất thì à. Mẹ lấy ra. Hả? Mẹ mua gì vậy nè? À, lỡ gì mẹ chế hai gói mì nha. Dạ, cho con gói mì nhau hả mẹ? À, cho con gói mì hả? Dạ. À, mẹ chế 1 gói nữa. Rồi xong rồi ăn đỡ đằng đó mẹ nấu cơm để cho mấy con kỳ rồi nó ăn. Này mẹ cầm 2 bị muối về cho con ăn nho nè. Nho xanh ngon lắm nè. Rồi con chó con của mi bữa nay nó lớn gần bằng mẹ nó rồi. Lớn mà điều mẹ đi cả ngày á bỏ nó đói á tợ ghê. Chỉ có ăn buổi chiều à. Thì mẹ cho bớt thôi mẹ. Cho kệ nó đi. Có mẹ có con nó với nhau chứ. Vậy mẹ nuôi luôn 2 con luôn ha. Ừ. Con sợ chúng mẹ không giữ là nó đẻ nữa nha mẹ. Con lúc kia ở nhà con hai con ở trên này anh mến đem về giờ chúng mẹ nó mang bầu nữa rồi. Bầu nữa rồi hả con? Dạ. Kệ nó đây người đĩa chó đĩa chứ sao con. Người đĩa chó đĩa ha. Dạ. Nho mẹ mua hôm mẹ để dành cho dâu á mà không thấy dâu vô á. Nho xanh với lại táo. À. Để dành cho dâu vô mà không thấy. Này,
tặng cho dâu hộp nước này uống nè. Rồi bữa nay nghỉ nước mía hay ha? Dạ. Tặng cho hộp nước nè. Mày mua để dành hồi hôm. Đậu nành. Mày chờ con có thấy đâu. Thưa đậu nành. Ừ. Lạnh. Này uống mật nho không con? Mật nho nữa hả? Ừ. Rượu nho. À rượu nho. Uống nè. Uống nha. À, mẹ mà đang lấy nữa kìa để gửi về cho cô Trúc một ít, cô Trúc uống. Rượu nho đặc sản Ninh Thuận. Mẹ đang lấy nữa kìa để gửi về cho cô Trúc uống. Cái đó là mật không mẹ? Cái hồi bữa mẹ thấy con dắt cô Năm đi leo đi lên xe vui hả? Lên xe nào? À đi xe ở ngoài công viên hả? À ừ. Đi xe công viên á. Dạ. Bữa nay chỗ đó có công viên á. À đó này này, mật này hả? Mẹ đập đá cho con uống nha. Dạ. Rồi xong rồi mẹ mua để gửi về cho cô Trúc mấy lít rượu nho, mật nho nha. Dạ. Con gửi bưu điện cho cô nha. Dạ. À, cho cô uống cho vui. Rồi con chó kia. Ừ. Xách cái máy vẹt này ra cho nó đỡ mũi. Ê. Mũi quá con. Mũi lắm mẹ. Mũi. Ừ, mũi lắm. Trời mưa. Trời mưa mũi lắm. Ừ. Ừ. Dọn ăn. Đó, ngần gì cũng ủa, được. Ủa phía trước mà mình có bóng điện nào nữa không mày? Hết điện hả? Gì con? Chỉ mình kéo vô đây cho nó sáng không mày? Đó, thì nhà có nhiêu bóng điện vậy được rồi. Để kéo bàn vô cho sáng. Ừ, kéo bàn vô cho sáng nè con. Đó, để mày đập đá nè. Này, nho nè, nho nè, à, nho nè. Này, mày bán theo đường xe nè, táo nè. Nho nè. Đó. Hồi chiều mẹ xách về cho ba con ăn giả đồ cho vui. Mà ba con lên rẫy với anh Mến rồi. Thì đó, rồi mẹ gặp mẹ đi tới đầu đường rồi xong mẹ đưa hết cho mấy bà dì kia luôn. Dạ. Cho mấy bà dì ăn cho vui hả? Nho đẹp không? Dạ. Nho xanh này. Nho ở quê mẹ nè. Ừ, ha. Còn nho những cái nho kia thì ở khác. Bỏ vô đó đi mẹ. Ừ. À, hơn con. À đây là 40.000 ký, 50.000 ký đủ giá. Dạ. Mẹ thấy cô bán á. Ừ. 40, 50, 60 loại đây. Ba giá nè, cái gì nó cũng có ba giá mà. Dạ. Ba loại đó. 40, 50, 60 ngon quá. Đó. Mẹ mua mẹ ưu tiên cho dâu rồi hôm giờ. À, không thấy dâu vô. Nha, ăn ngay nha con nha. Dạ. Ăn cho đã ấy. Lâu lâu vô mẹ cho ăn cho đã hả? Dạ. Mẹ mua mẹ gỡ mẹ nghe ba con vô phải không? Dạ ba con vô lên rải chai với anh Mến. À lên rải chai với anh Mến rồi hả con? Dạ. Ừ, kệ để ba vô. À, không có mùa biển á. Dạ. Ba đi vô cho được cho thoải mái. À, khi nào mẹ con mà có vô thì kêu mẹ con vô nhà mẹ nha. Dạ. Ừ, còn giờ ba con để ba con lên rẫy anh Mến đâu hả? Dạ. Ừ. Ăn nghe con. Ừ. Dạ. Ừ. Thế bà già nướng bắp mua ủng hộ cho bà già buổi chiều. Dạ. Ăn nghe con. Ừ. Ừ. Ra nghe. Chả hả mẹ? Chả. Ừ. Con. Ừ. Ủa mày mua nửa con gà luôn hả? Không phải, mua cái đùi không à. À cái đùi luôn hả? Ừ. Mua cho dâu. Cái đó mày cắt đi, con không ăn đâu. Ừ, sao vậy? Con ăn mì tôm được rồi. Con ăn mì tôm mà mẹ thì mẹ con thèm. Ăn, à, mẹ ăn thì mẹ thèm. À, mẹ thèm. Con không ăn nhiều đâu. Con ăn ít luôn mẹ. À, ăn ít ít. Ừ, con kia nó nhảy lên. Ừ. À, đã, để mày chờ nó ăn miếng sợ nó. Chờ nó, à, ăn đi. Cho nó ăn miếng nha con nha. Ê, gắn ngày à. Chắc bữa trộn không cho nó ăn. Mình mời khán giả nha. Mời cả nhà. Ừ. Mời cả nhà. Ăn gà. Ha. Ha. Mẹ làm chết mì tôm. Dạ. Mẹ chuẩn bị quá trời món luôn. Ủa. Chê, thấy dâu mình vô á. À, đó đáng lẽ mẹ chuẩn bị cho con ở hôm mì tôm. À. Mẹ chuẩn bị ở hôm mà mẹ kêu con vô lấy nho đồ về cho ba con ăn giả rồi cho vui. Dạ. Mà rút cuộc á là hôm con vô bữa nay rồi mẹ nghe ba con lên rẫy rồi mẹ về mẹ gỡ cho dì đồ ăn bớt chứ để dâu ăn cái ít à phải không? Dạ. Ờ cho mấy dì ăn bớt đi. Đúng rồi. Cái này là cơm hay là gì mẹ? Cái đó coi mẹ mua cái gì. À mẹ gỏi hả mẹ? Gỏi ngon á. Ăn đi con. Gỏi tai heo. Gỏi tay heo ăn đi. Đây là rau răm hả? Ừ. Ăn đi. Dạ. Ha. Dâu vô làm món ăn quá chừng luôn. Mẹ ra ăn luôn đi mẹ. Không con ăn lần đi. Mẹ bắt miếng cơm cho chó của mẹ rồi nó ăn để nó nhảy tợn nó ăn con. Ăn đi. Ừ. Ăn đi nào để ấy đi.
Rồi. À, con biết sao ấy là mấy gì kia thấy mẹ bán cái số mấy gì cảm ơn cái gì nói mẹ của Huy hả? Mẹ nói mẹ của Huy xong rồi mấy gì ủng hộ rồi tạ rồi xong rồi con ăn đi xong rồi để mẹ hát nha. Hát hả mẹ? Dạ, mẹ hát bản nha. Do rồi cả nhà, mời cả nhà nha. Mẹ hát bản gì mẹ? Chưa biết bản gì nữa. Ngon ngon á. Kệ mình ủng hộ cho mấy gì bản cho vui. Bản gì ta? Hôm qua con mới đi siêu âm lại mẹ. Một tháng là siêu âm rồi hả con? Một tháng siêu âm một lần. À khỏe không? Dạ cũng khỏe mẹ. Ủa siêu âm nhiều nó có tốt không? Con không biết nữa mà bác sĩ dặn một mà tháng sau đi siêu âm tiếp. Hả? Đi xét nghiệm tiếp. À mẹ không biết nữa. Siêu âm nhiều nó có tốt hay không biết. Chứ hồi đó mấy mẹ chữa mấy mẹ mấy siêu âm. Vậy hả mẹ? Ừ. Không có đi ngày tái khám gì hết mẹ. Ừ. Chữa để à. Có lần thì siêu âm có một lần à. Còn bây giờ thì hiện đại thì siêu âm tới chừng con đĩa nó dễ hơn. Yeah. Biết em bé nó quay đầu hướng nào. Rồi đĩa hay là mổ. Vậy đó. Yeah. Thì bác sĩ theo dõi đĩa được thì đĩa. Còn đĩa không được thì lên ca mổ cũng dễ mà. Yeah. Vậy đó con ạ. À? Còn hồi đó mấy mẹ cứ chữa đĩa cứ chữa đĩa vậy đó không có ấy. Còn bây giờ mấy con thì mẹ đâu có biết. Rồi một lần siêu âm rồi bác sĩ có cho thuốc con uống không? Không mẹ. À người ta nói về mình ăn đủ chất, ăn nhiều thì được rồi. À ăn nhiều thì được không con? Ừ. Có cơm mình uống thêm thuốc sắt với lại thuốc canxi. À sắt với canxi không con? Ừ. Hay là mẹ giả nắm thuốc cứu con uống nha. Thuốc gì mẹ? Thuốc cứu á. Thuốc cứu là thuốc gì mẹ? Cái cây thuốc cứu tốt lắm. Cỡ đó uống thuốc cứu được rồi. Giả ăn tô con bưng con uống vô một cái nha. Ừ. À. Uống buổi sáng hay buổi tối ăn no rồi sao uống? Ừ, ăn no rồi uống. Ăn no rồi mới uống. Hồi đó mấy mẹ uống tô vậy á. Uống uống chút đỉnh rồi vô cái bầu thai nó vững chắc. Dạ. Có sao đâu. Mà con uống được rễ cây rễ đồ không? Con chưa có uống. À. Bữa nào mẹ đâm là mẹ để trong tủ lạnh, hễ mẹ đâm là mẹ điện con vô liền. Ủa rễ cây là để xong rồi mới uống chứ mẹ? Không, cái này lá. Lá này tốt lắm. Hồi đó mẹ chữa anh Bí Trang rồi mẹ uống 2-3 tô á. Thay nó mạnh lắm. Còn bây giờ thì nói chung ra nó cũng thuốc, nhưng mà thuốc chứ cũng bằng cái cây thuốc cứu. Dạ. Cây thuốc cứu đỡ, để mẹ xin rồi còn mẹ đâm tô con uống nha. Hồi đó mẹ uống 3-4 tô vậy á. Nha. Thuốc cứu phải là lá ngải cứu mẹ. Lá cải cứu á. À. Ừ. Cái lá cải cứu á. Lá đó ơi rảy con có. À ra rảy có hơn mà đem vô đây cho mẹ biết. Mẹ đâm liều lượng rồi mẹ bỏ muối. Dạ. Yeah. Chứ con không biết nha. Hái vô đây đi. Hái vô đây cho mẹ. Mất công mẹ đi hỏi mấy gì. Ăn lần ngày mẹ rửa cái son. Bắt lên miếng cơm. Đi cả ngày về cho nó ăn một miếng chứ con. Đói nó tợn. Nho ngọt con ăn đi. À đó đó. Ngọt đó hả? Chừng nào chừng nào má con vô chơi thì mẹ mua nho cho má con ăn quả rồi. Chứ ba con chắc cũng ít ăn quả hả? Tại vì mẹ hay cho mấy người đàn ông á, người ta nói tương có thích ăn quả mấy cái này. Còn phụ nữ thì thích. Mẹ biết. Như đây là hai mẹ con ăn đầu luôn á. Đâu đừ con. Ba trái bắp nho nữa. Ba trái bắp thì con đem bắp mai ăn cũng được. Con đem về
cho mai cho em trang với. Thì mua mua luôn về để ủa bắp đây để ngày mai được hả mẹ? Được con, bắp nướng rồi không sao đâu, bởi lại bị em mai ngờ ăn ngon lắm. Thường thường em trang sẽ làm ở ngoài bên nhà anh thép ở ngoài rẫy á cả nhà. Xong một buổi tối thì có hôm thì em trang học tiếng Anh thì nó không vô, còn có hôm thì nó không học thì nó sẽ vô chơi với mẹ. À vô chơi mẹ này con này. À, em trang nó đem thuốc về á cho mấy bà cô gỡ tiền cho con nè. Dạ đó nha, mẹ bán bữa giờ thôi mẹ, 5 chai hả mẹ? À 5 chai nha con. Dạ. Ừ rồi xong rồi mấy cô lấy bán thì mấy cô kệ nó, để mấy cô kiếm lời 10.000 ha, mình lấy 1 lần 5 chai phải không con? Dạ đúng rồi. Ờ sáng mẹ đem nước mắm bí bầu về cho mấy gì á, ăn ngon quá chừng luôn. À để mẹ đem ra về cho con một chai nha, loại ngon á. À, để mẹ đem mẹ gỡ lên cho anh mến một chai nữa. Ừ. Bữa nay mẹ chở cho con thùng đi. Ừ, mẹ chở con thùng loại 286 á hả, ngon lắm. Còn cái loại 120, loại 120 thì nó không bằng cái loại 286 hả. Để mẹ chở con loại 286 nha. Để một loại để mà. Một loại để chấm, một loại để nấu. Loại để chấm này, loại để nấu không con? Dạ. Ý là ông bán loại 286. Mẹ ngồi thấp cho. Thôi để mẹ ngồi với thấp đi, có sao đâu con ngồi đấy. Đưa ra đũa mẹ ăn. Mẹ ăn miếng mì tôm. Mì tôm con ăn rồi hả? Mì tôm con chưa ăn đâu. Chưa ăn em. À con bước ra lấy mẹ cái chén nha. Rồi con ăn gỏi đồ hết đây, rồi mẹ ăn cái đó, rồi mẹ ăn miếng cơm đó, mẹ đi chơi. Đêm nào mẹ cũng đi chơi với mấy gì, vừa vui quá, mẹ ở nhà mẹ buồn. Đêm nào cũng đi ăn cơm xong rồi đi á mẹ. À ăn cơm mà đi á con. Đêm mẹ. Mấy gì đi từ thiện về, mấy gì ghé. Mấy gì ủng hộ mua vé số cho mẹ. Mấy gì nói mẹ cũng cố đấm thiếp bán vé số vui ghê á. Nói dạ em vui, bữa nào em hát lên bản lên sóng cho mấy chị nghe chơi cho vui nha. Thì nói dạ ok xe nó chạy rồi mấy gì ok vui quá. À xin mời ăn mì tôm nha. Nãy giờ mình quên. Có gì mời nấy hả? Dạ, ăn những hoài nấy. Ủa con ngầu phạch trước luôn hả? Dạ. Trời ơi, bữa nay con dâu có bầu mà đẹp gái quá hả? Có bầu đẹp gái quá hả? Mập ra hả mẹ? À, ý là em biết nó có bún bình bịch được không? Có mẹ. Có hả? Ừ, thằng con của siết thép đám cú hả? Siết đám cú. À, cú đám thép. Dạ. Con của cú đám thép là thà thép đám cú. Thêm đông cú. À nó đạp hả? Dạ. À nó đạp vui quá. À mời cả nhà nha. À, là bữa giờ thấy con trai của mẹ nó làm phim nữa con. Dạ. À rồi con trai mẹ vui quá. Làm phim làm đồ nữa. Ngon á hả? Mì dạ. Tôm ngon quá. Mẹ đi đâu về mẹ cũng làm gói mì tôm gì là mẹ mới ăn cơm hết á. Quyên à, ngày mẹ ăn, ngày nào mẹ cũng ăn hết á. Gói rồi. Lên thầm gói cứ bùng lên, cứ có bầu, cứ em biết đạp rồi luôn, trời cho hay quá ha. Trời cho. Để được rồi, để tiếp đó. Vậy đó. Yeah. Ừ. Tiếp đó. Đứa đi làm, đứa ở nhà nuôi là vừa rồi. Nuôi con có như chừng nhờ chứ. Ngon quá. Có dâu mẹ vô ăn ngon quá rồi, có cháu nợ nó vui quá. Ngon ghê luôn. À, sang năm có cháu quải tiếp. Sang năm có cháu quải hả? Ừ. Gái màu có con không ngồi. Gái màu có chồng không? Ngon quá, mì tôm ngon quá. Ăn nữa mì chế cho con ăn. Ăn nữa mì chế tiếp mì gói nữa nha. Đó, cơm thì thèm ít mà thèm mì tôm. À, hôm mì tưởng con vô mì làm cho một ấy nho. Muối đủ quá chừng luôn.
Hồi hôm con đi Phan Rang nhiều không kịp không? 9 giờ mới về. Có khách. Vừa. Thỉnh thoảng vô rồi mẹ hát lên bản đồ. Rồi mẹ suy nghĩ được bài hát nào chưa mẹ? Chết cha. Để mẹ suy nghĩ chứ. Mẹ suy nghĩ ha. Mẹ suy nghĩ mẹ hát bản. Cái lúc không có con thì mẹ nhớ. Lúc có con mẹ quên. Mẹ suy nghĩ hôm mai mẹ đi buồn buồn mẹ hát cái bản Lan và Điệp. Hôm mai tôi yêu mẹ đi buồn buồn mẹ hát Lan và Điệp vui quá. Điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà xe hoa rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa. Em dò dò mong chờ. Bây giờ mày hát dở hơn hôm mai mày hát dở. Bố ngồi xuống ấy bố. Bố. Ăn gì? Chị Nhi cho con ăn gì vậy đó? Đây này mày nó đĩa nó bỏ mày rồi. Ôi chết cha. Trời ơi hai đứa. Hai đứa. Này mày đĩa ra bỏ nó rồi. Ngày mai để giao qua cho ai? Giao qua nó qua cho ai con Nhi? Giao anh Thép giữ cho ai? Cho ai giữ bây giờ? Chết mẹ. Nuôi mấy năm nay hả? Dạ. Con nuôi nó mấy năm hả? 4 năm mấy rồi mẹ. 4 năm mấy là đĩa con này là bỏ chó. Mẹ nuôi chó nhà mẹ đã ớn à. Nước mắm keo ghê á. Mắm ngon ha. Mẹ định ghé mua bánh xèo bánh căn cho con. Mà mưa lạnh quá. Bắt mưa lạnh quá là xong chạy luôn. Giờ bà dì bánh xèo bánh căn thấy bà dì mà thương ha. Chạy luôn. Chạy luôn mắc mưa chạy luôn. Con mua lớn không mẹ? Lớn chứ con. Dạ không có. Tối chú Văn Lâm là đã mưa ào ào à. Mẹ thấy mà chạy về luôn. Mà mẹ mua áo mưa sẵn để mà mẹ nhớ không có nhớ đêm. Mẹ cho con bộ áo mưa mẹ mua quên cái mẹ để nhà. Thấy không có mưa. Rồi không mà bây giờ trời hay mưa á, mua lấy áo mưa bỏ một người á. Bỏ một cấp xe á. Rồi xong đó bắt đầu á bây giờ mà về bánh xèo bánh căn. Thấy tội gì mà thôi cũng kệ. Ráng nhảy. Thấy tạo mấy trời mưa thấy tạo mấy gì bán mà thôi cũng kệ. Ừ. Để ăn là hát bán cho mấy gì hả à? Mấy bây giờ mẹ cứu đánh tiếp nói chuyện nói tiếng nói dễ thương ghê. Nói tiếng nói là biết mẹ cứu đánh tiếp rồi. Ủa mấy gì mua hàng mẹ hả? À mẹ nói dễ thương mà thương không dễ. Mấy gì cười. Mình nó giận vui hơn rồi hả? Dạ. Nó giận vui rồi. Tâm nhận nó giận vui vậy. Phái cái gì không bằng cái phái cái giận vui quá. Con mới nè. Công nữ á con, nó chậm chậm nha. Lâu lâu hát vui quá. Kệ nó đây. Bài đó tên gì mẹ? À thôi nhé em đừng buồn làm gì. Còn alo cái mic thì nó lên chưa? Alo. Nó lên nhiều chưa? Nhiều dài lại. Nó nhảy chưa? À, nó nhảy rồi. Thôi nhé em đừng. Đừng tương tiếc. Hoàng sầu à đúng rồi đúng rồi. Mẹ này đúng rồi. Mẹ này lâu lâu chọn bạn hát cho vui đời nha. Khán giả nhàn thôi nhé em đừng buồn hận sầu đừng thương tiếc để rồi xa xôi đừng trách chi đã lỡ duyên rồi hai chúng ta đi hai đường chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một định mình buồn
để Chúa sống những gì cho nhau. Người bước đi mà nản tâm lòng, ai đứng trông theo hờn, tình yêu ấy mất rồi đâu. Mà đời lại xuôi ngăn cách với chi phôi, phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, trách chi người sang sông. Thôi nhé em đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biên ly. Đời cớ sao lại lắm u sầu, anh không mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng anh. Còn chứ ngon. Bằng đầu mày hát nó lâu quá rồi nó lộn lộn, để mày hát lần hai cho mấy gì đồ nghe rồi chứ con. Giờ lần đầu lời hai quá, hả? Này nè. Lần hai hát lại nha. Ca sĩ hát lại chứ. Hát lại nha khán giả. Ca sĩ mình phải hát. Ấm áp chi một định mình buồn, để Chúa xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nản tâm lòng, ai đứng trông theo ngậm hờn, tình yêu ấy mất rồi còn đâu. Anh đâu lối hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chi phôi, phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, trách chi người sang sông. Thôi nhé em đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biên ly. Đời cớ sao lạnh lắm u sầu, anh không mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng anh. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em không mối duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng anh. À, bé này ai quá à. Chồng bất ngờ bà ai quá à. Chết trong lòng anh. Hết rồi. Hết rồi đó con. Hết rồi. Hay mẹ, bản này hay. Hay hả con? Mà lần đầu mày quên cái nhịp của nó, mày yeah. lỡ là nó lỡ luôn vậy đó. Đó, bạn này hay ha. Ôm ấp chi một định mình buồn á. Xin chào khán giả anh con. Hát xong kết thúc video luôn ấy mày. Chứ nó dài mà, con nói nó dài ta la anh con. Không có dài thì cũng được nhưng mà nó dài quá. Dài quá anh con. Yeah. Ta coi không hết ha. Dạ yeah, người ta coi không hết. Lâu lâu hát bản cho vui ha. Bản này được mà. Cũng nha. Giờ cũng 7 giờ rồi. Bình thường mấy giờ mày đi? 7 rưỡi mày đi cho chút cho nó thoải mái nha con ha. Dạ. Trời mưa con đi cẩn thận đường nha. Dạ. Ngon quá. Lâu lâu dâu vô ngon quá ha. Dạ. Khi nào vô nói mẹ là mẹ mua mía về nữa là mẹ xay cho uống nha. Dạ. Bây giờ mẹ con xách cái chai rượu nho về con uống được không?
Dạ được. À sách về bà đã đập đá uống hả? Con biết uống rượu nho hả? Em biết. Ừ, uống ít ít đi nha. Để nửa chừng cứ em bé nó uống rượu nha. Nó say nha. Nó ít thôi nha, nhưng ngon. Dạ. Ừ. Để dành để bà đã uống nha. Lấy cái mật luôn nha. Đó, con lấy chai rượu chai mật này. Rồi mai mày lấy trên kia về rồi mày đưa con gửi về cho cô Trúc nha. Cho cô Trúc uống cho vui nha. Gửi về cho hai vợ chồng cô uống cho vui nha. Rồi cô có tặng cho mấy anh chị thì cô tặng ha. Mẹ gửi về cho cô. Bu. Ngon quá. Cái là hình như cũng xin phép tạm dừng video ở đây luôn. Video như quay từ hôm qua xong rồi hôm qua sáng qua đi khám xong rồi về nhà. Rồi sáng nay đi phát quà. Phát quà nữa. Dạ. Phát tới 670 phần lần. À. Tức là bữa giờ có khách ở Sài Gòn ra cho nên là mấy ngày hôm nay hai vợ chồng tiếp hết mấy ngày luôn. Đuối luôn. Hôm nay khách mới về. Ừ phải mấy gì mới về, hôm mai mấy gì mua vé số cho mẹ, ngược ba tờ luôn. Vậy không? Mà mấy gì không có nói mấy chị đi phát quà. Cái không phải rồi mẹ. Không phải không cậu. Cái người trẻ à. À mấy gì trẻ. Xong chiều thấy con ngủ dậy con thấy tin nhắn của mẹ. Cái con chạy vô luôn. Hay là con nói, mẹ nói là con vô sách nho về cho ba con ăn quạt đồ cho vui. Dạ. Rồi ngờ đâu là ba con nói là em vô mấy ngày đây em chưa có vô thăm chị, em đi lên rẫy. Dạ. Xong mẹ nói đi lên rẫy thôi để mẹ cho mấy gì. Rồi khi nào ba con về lại rồi mẹ mua mẹ gỡ. Dạ. Chứ ba con ở bên đó đi lên rẫy rồi chứ vô thăm mẹ làm chi. Dạ. Để khi nào mẹ con vô rồi mẹ con vô thăm mẹ nha. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình xem hết video này nha. Nhớ để lại chị nhìn một cái like, một cái đăng ký kênh. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Hát gì cũng được mà ha. Dạ. Để nó đi. Ca không. Sĩ bây giờ lần lần nó phải hơi xuống xuống một chút. Bữa nay là hay hơn mấy bữa luôn á mẹ. Hay hả? Dạ. Hát lần đầu tiên cũng được rồi đó. Vậy được rồi hả con? Dạ. Vậy là sau này cháu nợ được làm ca sĩ rồi hả con? Dạ chị cũng nghe mẹ hát nhiều nhiều cho nó nghe á mẹ. À hát nhiều nhiều cho nó nghe vậy sao nào nó làm ca sĩ. Là... mẹ phái cháu con cháu làm ca sĩ cả nhà. Ừ. Mà chưa có ai làm ca sĩ hết, mới có Cú Lắm Sáng hát bài Gánh Mẹ. Mẹ mà mấy người kia khóc quá trời luôn. Vậy hả? Mấy bà nói trời ơi con mà nó hát Gánh Mẹ bà làm gì nó mà nó hát Gánh Mẹ tôi khóc dễ sợ. Tôi nói đâu có làm gì đâu. Tôi nói này, nó giỡn giỡn vừa vừa vậy, giỡn quá rồi mấy gì cũng biết. Giỡn ở nhà 25 tỷ. À đó nó giỡn đó. Rồi mấy gì biết rồi tôi la nó. Chứ nó giỡn kêu giỡn vừa vừa vậy con, giỡn nổ thêm chút nữa. Nổ ít quá hả? Nổ ít quá. Chứ đâu có gì đâu mà nó gánh mẹ nha. Cảm ơn. Vậy bữa con lỡ con nuôi con lớn nó hát Gánh Mẹ ta còn khóc nhớ nè. Dạ để coi thử. Để coi thử.